Hello anh chị, như đã hứa thì hôm nay Anna sẽ làm cái video để chia sẻ về các bước cơ bản trong một cái hồ sơ loan nếu mà offer của anh chị đã được chấp nhận bởi seller và anh chị bắt đầu tiến hành vào cái quá trình làm loan. Vậy thì cái bước đầu tiên á, gọi là cái bước application, thì thường thường bước này á, người làm loan cho anh chị á, người ta sẽ dựa trên những thông tin anh chị cung cấp ban đầu. Khi mà làm pre-approval rồi á, thì họ có những thông tin cơ bản để họ điền vào cái application để mà nộp lên lender, thì sẽ kèm theo những giấy tờ như W2, tax return của anh chị, pay stub, điểm file của điểm tín dụng á. Đó, thì họ sẽ nộp những cái đó, gọi là cái bước đầu tiên là loan processing hoặc là loan application. Thì cái này khá là đơn giản, thì ngay sau khi anh chị vào làm loan thì cố gắng nộp càng sớm càng tốt cái application này để đỡ mất thời gian đi. Thì anh chị sẽ ký những giấy tờ trên online thôi, bước này không có quan trọng lắm, chỉ cần là anh chị check cuộc đầy đủ các cái thông tin mà trên trước khi ký á, coi nó có đúng hay không, chính xác hay chưa, và báo cho người làm loan là sửa lại nếu mà có sai sót. Thì đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai á, là khi mà hồ sơ của chị đã được application, tức là đã nộp vô rồi trong lender á, thì cái team của bên lender, những người nhân viên bên đó sẽ bắt đầu review hồ sơ giấy tờ của anh chị. Và trong vòng tùy thời gian, từ từ em nào làm á, thì tại vì em nào làm hồ sơ nhiều á, thì trong vòng 1-3 ngày là đã có trả lời của bên lender rồi, thì cái team đó là underwriting, người ta sẽ trả lời lại cho cái hồ sơ của anh chị là hồ sơ này được duyệt hay là bị từ chối luôn. Đó, hầu như thường thường là sẽ được duyệt nếu mà anh chị đã làm pre-approval trước đó rồi. Đó, thì được duyệt, tuy nhiên được duyệt với condition. Thì cái này, cái status này là quan trọng, này là approve with condition. Thì cái bước này là bắt đầu vào bước quan trọng. Quan trọng là sao? Là anh chị phải giải quyết hết tất cả những cái condition. Condition nghĩa là gì? Nghĩa là có điều kiện được duyệt với một số điều kiện như sau, A, B, C, D, E, các kiểu đó, thì anh chị phải xử lý, giải quyết hết tất cả những cái điều kiện mà cái bên lender người ta đưa ra. Thì thường thường ví dụ như trong một hồ sơ ấy, thì người ta sẽ hỏi về phần income. Đó, thì income ví dụ như là income của anh chị mà người ta thấy là cái pay stub nó không có rõ ràng, nó chưa đầy đủ, hoặc là bị có overtime của tháng này tháng sau hoặc năm trước năm sau, thì người ta sẽ yêu cầu là bổ sung thêm những cái giấy tờ liên quan tới income để làm rõ cái phần income của anh chị. Cái phần thứ hai là phần asset, tức là phần tài sản. Thì ví dụ như là anh chị để trong cái lúc nộp hồ sơ, anh chị để anh chị down 90.000 chẳng hạn, nhưng mà trong bank statement của anh chị chỉ có 50.000 thôi, thì người ta sẽ hỏi là ở 40.000 còn lại đâu. Rồi chưa kể là ví dụ như là còn thêm tiền closing cost nữa, thì ngoài down payment 90 phải cộng thêm phần closing cost đâu đó khoảng 10 mấy ngàn, 15 ngàn nữa, thì là tổng cộng tài sản cần phải có 105 chẳng hạn vậy. Nhưng mà bank statement của anh chị chỉ có 50 thôi, chị đã đang thiếu 55 ngàn nữa, thì họ sẽ hỏi là 55 ngàn này lấy đâu ra, có ai tặng tiền hay không, thì anh chị phải giải thích cái phần này. Hoặc là trong cái bank statement có những khoản tiền nó lớn trên 50% lương của anh chị, thì người ngân hàng, người lender người ta cũng sẽ hỏi là nguồn tiền này từ đâu ra. Mình phải làm cái thư giải thích, để giải thích cái phần này để làm sao cho cái condition này nó được giải quyết ổn thỏa đi. Đó, hoặc là qua tới phần appraisal, thì thường thường luôn luôn mua một cái nhà sẽ có một cái phần condition về appraisal, là đi định giá cái nhà đó, trừ khi cái nhà đó là nhà mới. Thì anh có gặp một số case là được miễn appraisal luôn, rất là đỡ luôn đó. Còn thông thường nhà San Jose này thì sẽ có appraisal để định giá xem là cái giá nhà bao nhiêu, giá nhà mà trên cái mức hoặc là bằng với cái mức mà làm loan á, làm offer á, thì ok sẽ bỏ qua cái condition đó. Còn nếu mà cái appraisal mà thấp hơn cái giá nhà anh chị mua á, thì một lần là phải bị thiếu tiền nữa, thì lender sẽ quay lại hỏi. Đó, thì ý của em là ở đây cái bước quan trọng á, là cái bước mà approve with condition, là cái bước này anh chị phải giải thích rất là nhiều các giấy tờ. Đó, thì thường thường làm loan giống như em này, anh này sẽ giúp cho khách hàng, anh này sẽ hỏi khách hàng cho rõ hơn và giúp khách hàng làm những cái thư giải thích này để cho người lender người ta hiểu và người ta sẽ bỏ đi những cái condition đó, cho tới cái bước tiếp theo là clear to close, là C2C đó, clear to close. Thì đây là cái bước mà ai cũng mừng rõ hết, tại vì bước này là coi như là lender người ta đã xong hết rồi, người ta đã ok hết mọi cái condition của cái loan này rồi, và người ta đã duyệt hết cho anh chị để qua rồi. Thì cái quá trình mà làm từ bước đầu application cho cái bước C2C thì nó sẽ tùy thuộc vô cái hồ sơ anh chị là rõ ràng, đầy đủ, đẹp hay thiếu, hoặc là cái người loan officer có kinh nghiệm hay không để người ta ngay từ đầu người ta làm. Đó, thì vừa rồi em là làm 2 transaction thì chỉ trong 5 ngày thôi, từ lúc mà nộp hồ sơ, cái ngày mà offer xong, ngày hôm sau bắt đầu nộp hồ sơ làm loan cho tới cái ngày C2C chỉ có 5 ngày thôi, rất là vui. Cho nên là khách em nào có thể đóng được sớm cái 2 transaction đó. Rồi, thì sau khi mà C2C có nghĩa là lender đã xong hết condition rồi á, thì họ sẽ bắt đầu làm việc với bên escrow để ra các cái document cho anh chị hẹn notary tới ký. Thì cái ngày mà ký đó là cái ngày final, là thì những cái con số ở trên cái tờ giấy đó khi cái một ký với notary đó là những cái con số final, đó là chính số chính xác, là một tháng trả mortgage bao nhiêu, tiền rent bao nhiêu, tổng tiền anh chị phải đem vô để mà down payment cộng closing cost là bao nhiêu, con số đó là con số chính xác nhất và con số cuối cùng nhất để anh chị lưu ý khi mà chuẩn bị cho cái bước mà đi ký giấy tờ nhà, gọi là closing. Và sau khi closing, sau khi anh chị ký giấy tờ nhà rồi á, thì escrow người ta sẽ nộp toàn bộ cái bộ giấy tờ chị ký đó cho lender để lender phân tiền ra. Cái bước cuối cùng gọi là bước phân tiền
phân tiền vay của anh chị qua cho Astro. Astro nhận đủ tiền rồi thì người ta sẽ record tên của anh chị lên Kauri để anh chị chính thức trở thành chủ nhà. Vậy thì quay trở lại qua các bước trên, thì cái bước mà quan trọng nhất mà em là luôn luôn nhắc các khách hàng phải lưu ý, bước đầu tiên trước cả toàn bộ cái quá trình đó là pre-approval. Và cái bước trong khi làm loan sẽ là cái bước mà approve with condition. Đó là cái bước rất là quan trọng, thì anh chị lưu ý. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị cứ liên hệ lại với Nàng theo số phone là 669-899-7659. Anh là loan officer ở vùng Bay Area, có thể làm loan cho tất cả các transaction, purchase, mua nhà hoặc là refinance hoặc là HELOC